mọi người. Thì hôm nay bọn mình sẽ ăn hot dog. Hot dog. Mấy cái hot dog mà bọn mình đã mua rồi. What are that? This is bun. Bun. But some people call it cob. How to write it? Cob. Đó thì bọn mình có hai trái trứng ốp la và xúc xích. Thì đây là cái xúc xích kiểu ăn á. Jay thì thích ăn cái xúc xích này. Nhưng mà cái này là giống như là German sausage. Mm-hmm. Bây giờ bọn mình sẽ ăn thôi. Và bọn mình có một ít hành tây chiên lên, nhưng mà Jay cắt rất là ít. Và ăn một ít rau. Bình thường á là bọn mình hay mua bánh mì ở Tesco, nhưng mà hôm rồi lúc mà bọn mình đi á là siêu thị nó không có hết bánh mì luôn á. Thế là bọn mình phải qua cái chỗ mà nó gọi là what? Bread store? No. Bakery. Thì bọn mình qua cái, bọn mình phải ra cái chỗ bakery để mua ấy. Thì giờ bọn mình sẽ làm cái bánh mì hot dog này. Chê thì không thích cái này, nhưng mà mình sẽ bỏ một ít vào đây. Cho any onions. Cái này sẽ bỏ sau đi. Yes. Một ít hành tây vào. Mình đã kêu Chê làm nhiều hành tây hơn mà Chê vẫn làm ít. Cái xúc xích này thì nó to, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ thích ăn cái đó hơn. Mình không biết, chắc mình không cần cắt ra đâu. Mình sẽ bỏ vào đây. Nó không có cái xúc xích mà dạng như là đỏ đỏ kiểu như của Đức đâu. Mình sẽ bỏ thêm một ít rau nữa. Rau thơm ấy. Giờ mình sẽ bỏ thêm một ít tương ớt. Giờ bọn mình sẽ bắt đầu ăn thôi. I can't remember the last time I had a hot dog. This is a long time. Mm. How's that one? These buns are massive. Mm. Bình thường bọn mình ít ăn đồ Tây lắm. Tại vì mình không thích ăn lắm á. Nên chơi cũng không có được ăn, hôm nay mình được ăn. Được rồi. Yeah, it's nice. Cái bánh mì nó mềm lắm luôn á, nhưng mà nó hơi... Đối mình thì vẫn là nhiều. Xúc xích ở bên trong như vậy này. Nó gọi như là cái thịt xanh nhỏ của mình vậy á. Thì tiếp tục trong cái video ngày hôm nay á, bọn mình sẽ làm một cái video khác về tiếng Anh, và nói chung là những về những cái từ thông thường mà bọn mình gặp hàng ngày. Thì hôm nay bọn mình sẽ làm về một cái chủ đề, đó là thay vì hỏi những câu đơn giản giống như là how are you hoặc là are you okay, thì ở bên này nó sẽ có rất là nhiều những cái cách khác mà người Anh thì người ta sẽ hay dùng. Và như mình thấy lúc mình mới qua, kiểu như là mình có thể là mình biết một vài cái cách khác, nhưng mà những cái từ mà mình dùng đơn giản á, mình chỉ dùng những cái từ dễ giống như how are you thôi. Nhưng mà kiểu như nếu mà lúc nào mà mình cũng dùng là how are you thì thấy nó thật là nhàm chán. Nên là hôm nay mình sẽ nhờ Jay chia sẻ thêm một vài cách mà người Anh hay sử dụng. Yeah, so about that, about like instead of just say how are you, you still have another way. It just feel more interesting than yeah. Just... I think in different situations as well, and who you're speaking to, we say different things. Lúc mà mình mới qua đây nè, xong rồi lúc mà mình đi học lái xe, thế là cái ông thầy á, ông hỏi là what have you been up to, nhưng mà kiểu ông còn nói nhanh hơn nữa, xong rồi mình nghe cái gì mà up to ấy, nhưng mà thường kiểu như có thể là nếu mà mình nghe chậm á thì mình biết cái từ đó, nhưng mà lúc đó kiểu như là người ta nói nhanh á, xong rồi mình không nghe được thì mình chỉ đoán thôi. Mình nghĩ là nếu mà mới gặp nhau mà hỏi như vậy thì chắc chỉ hỏi kiểu như là how are you thôi. Thì mình cảm thấy là kiểu như là những cái câu thông dụng khác mà mình không xài, mà mình chỉ xài những cái từ khác, thì có thể lúc mà mình nghe thì mình sẽ không có nghe được. If people say like oh what have you been up to, that's more about what have you done rather than ask how are you. Yeah, but it can be like the first time, you know, not like the first time example I saw you and the next day we see it again. Yeah. And ask that instead of like no need to say how are you. Yeah. So another way, you know, often, you know, when I see Freddie, instead of saying like oh how are you, he'll say are you well. How's it going? Yeah. How's it going? Something like that. If you're close with someone and like friends, like how's it going? Something like that. Cách khác nữa là có thể là how is this going? Như trên nói á, thì giữa giống như là bạn bè thì có thể nói như vậy. When I see the example, when I go to work, instead of every morning, you don't need to say how are you, just say like, are you alright? Are you okay? Just like that. It's just very simple instead of how to ask the other thing. Yeah. Or how is it going? Is it all good? Yeah. Bit of a strange one. Sometimes people say it's like, how's tricks? Well, I've not heard about that. So I had to Google what it meant, because like very rarely people say it.
and it's a bit of a strange one. I don't know why. T-R-I-C-K. Yeah. Mình vừa chơi đã làm hai cái trứng. Nhưng mà mình sau khi mà ăn một cái với lại cái xúc xích to thì mình cũng thấy rất là no rồi. Mình nghĩ là mình sẽ ăn cái trứng này thôi. You know, like if we know someone's not too well, or if they're having a hard time, mm-hmm. we ask someone, how are you holding up? So hold up is more about... How are you holding up? Like, how are you coping? Maybe if someone's having a rough time, and you know that it's not too good for them at the minute, but you still want to ask them, how are they? Yeah. Like, how are you? Just say, oh, how are you holding up? The last one. Have you seen love? Just last one. Đây, chơi đã ăn được cái thứ ba. We thought that the sauce is a lot, but then finally I finish it. Yeah. Do you think that what is the common, like, sentence that people in here use? Like, I think how are you still quite common and people use this a lot. But then, it depends on the people, right? Yeah, like, another one, just, we said sometimes when people say hello, they just say, all right. But if you're asking someone how are they, and you could say, are you all right? Something like that is quite quick. Are you all right? You all right? I still think, like from when I live here and what I can hear, the symbol is still like, how are you? How's this going? What have you been up to? Yeah, this is the three of the common I can hear the people often say that. I think sometimes when people are learning English, or if you're learning a different language, people like IELTS, they will teach you like a complicated way to say it, but rarely people don't use those ways in real life, do they? Maybe. I don't know. Like for an exam, you may be supposed to know a lot of different ways to ask someone like the simple question, how are you? Just to like show off. But rarely people don't use it in real life too much. But it may depend on sometimes people can use this, but then I think about that. When we learn it, and then we can at least, even without use it, but example, like, we can understand it. Thì Jay có nói là mặc dù kiểu như là lúc mình học thì nó có rất là nhiều cách mà mọi người nói, hoặc là có những cách rất là phức tạp, nhưng mà thực ra những người mà bản ngữ thì người ta cũng sẽ không có phải là thường xuyên dùng như vậy á. Nhưng mà đôi khi tùy từng người có thể là, và tùy từng trường hợp thì người ta sẽ nói những cái kiểu như những cái ngữ cảnh khác nhau thì có thể người ta sẽ dùng những câu khác nhau nhưng mà kiểu như nó không quá là phức tạp. Anything else? Is this enough? Trời ơi, bọn mình làm rất là nhiều luôn, một dĩa thịt rất là to nhưng mà cuối cùng đã hết rồi. Mình nghĩ đó là một vài cách để mà thay vì mình hỏi how are you thì mình có thể dùng những cái cách khác, và cái cách phổ biến mà có thể là mình hay dùng ấy thì mình có thể là như mình lúc mình qua đây thì mình như là hay hỏi đồng nghiệp hoặc là kiểu như là gia đình mà kiểu ông bà một tuần mình cũng gặp một lần chẳng hạn thì mình có thể hỏi những cái câu đơn giản như là how is going, what have you been up to, kiểu như thế. Thì mình hy vọng là trong cái video ngày hôm nay thì mọi người sẽ biết thêm một vài cách để thay vì nói how are you thì mình sẽ dùng những cái từ khác. Và mặc dù mình không dùng đi chăng nữa thì khi mà mình có thể là nghe người khác nói chẳng hạn thì mình sẽ biết được là người ta nói cái gì. Thì hy vọng là cái video này sẽ hữu ích cho mọi người. Giờ thì bọn mình sẽ kết thúc cái video này ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye, bye.